Các cư dân, thời hạn giải tỏa đợt cuối đã tới rồi. Hy vọng mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đồng nghiệp của chúng tôi sẽ lập tức giải tỏa hiện trường. Chống đối chính phủ bất lương, thề chết bảo vệ gia đình. Chống đối chính phủ bất lương, thề chết bảo vệ gia đình. Chống đối chính phủ bất lương, thề chết bảo vệ gia đình. Giải tỏa. Em à, anh đã nói rồi, cho dù không mặc áo thể thao, mang giày thể thao cũng không ảnh hưởng đến khả năng chơi golf của anh. Nhưng ảnh hưởng tới tâm trạng của em đó. Lúc nào cũng có cảm giác anh sẽ bỏ đi ngay. Thật ra thay đồ thôi mà, đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hôm nay anh phải đi làm bất cứ lúc nào. Em biết BNC của tụi anh rồi. Biết rồi, tranh thủ từng giây chứ gì. Hành động. Cảnh sát. Cảnh sát à, đi. Đi lại. Trời. Chống đối chính phủ bất lương, chống đối chính phủ bất lương, bảo vệ gia đình. Lập tức đầu hàng đi.
Đi đi, mấy người còn đứng đây hả? Tôi giết cho bỏ đó. Thả con tên ra đi. Đi, tôi nói đi là đi đi. Đừng có làm bậy nha. Nè, đừng làm bậy nữa nha. Đừng có tới nha. Đi đi, đừng có tới. Đừng có tới. Đi đi. Đừng bước tới. Đừng có tới. Gọi chú gia đồng phân. Dạ. Anh à, đã lâu rồi không có đi chơi với em đó. Thì hôm nay anh không có đến sở cảnh sát ở đây với em nè. Đúng ra em dự định chạy bộ, nhưng anh nói là không tiện. Ừ. Muốn đến đảo Nam Y đen hải sản thì anh nói là xa quá. Coi phim thì lại sợ coi không hết. Ngay cả uống ly rượu vang cũng nói không được nữa. Nhức đầu quá đi. Không cần nhức đầu nữa. Là phải làm việc. Đi mau đi. Đây. Đừng làm vậy hả? Đi. Madame à, lại phải xuất phát à? Dẫn kiến nhân viên đàm phán tổ thứ nhất. Bây giờ đang đến hiện trường. Dự đoán 20 phút sẽ đến nơi. Alo. Alo, Khiết hả? Quốc đóng đi. Đài nói là 20 phút sau cô đến phải không? Phải, không sai. Tôi nghĩ tôi cũng đến cùng lúc với cô đó. Trước tiên tiện đường tôi ghé chỗ Vĩnh Kiên. Bác Học đang ở sở cảnh sát gần hiện trường đó. Tôi nghĩ ảnh đến nhanh nhất. Thời gian dự kiến rất chính xác. CV. Tình hình ra sao? Tình hình bên trong tôi đã trình bày cho bác Học biết rồi. Sau khi mọi người nghiên cứu, lập tức triển khai hành động. Sếp à, vừa đi vừa nói đi. Bên trong có ba người biểu tình độ 40 mấy tuổi, đã khống chế một bà bầu trên sân thượng. Bây giờ tâm trạng của họ rất kích động, trên tay có một bình ga sẽ nổ bất cứ lúc nào. Bọn người xấu tụi bay nếu còn không đi, tao châm lửa chết hết bây giờ. Bọn xấu tụi bay ra đây. Tất cả lùi ra hết đi. Đi đi. Lần này do tôi phụ trách đàm phán, Kiếp làm sách lược. Dạ. Bác Học phụ trách liên lạc. Diễm Kiên, cậu phụ trách mưu tin và tìm việc kiếm tiếp ứng. Bà con trên đó nghe đây, tôi là thành viên tổ đàm phán do sở cảnh sát phái đến. Mục đích là muốn giúp mấy người. Tên của tôi là Bành Quốc Đống. Mấy người có thể gọi tôi là Quốc Đống. Tóm lại nhất định mấy người phải tin tôi. Có chuyện gì đừng ngại, cứ việc nói thẳng với tôi. Sếp Bành, hai người đứng hai bên không ngừng liếc nhìn người đứng ở giữa. Có nghĩa là người đứng ở giữa là thủ lĩnh. Sẽ bắt tay vào người này. Đừng có bước tới nữa. Có chuyện gì muốn nói, nói. Nè ông à, tôi thấy ông cầm cái bình ga lớn quá. Ông không mệt, tôi cũng mệt dùm ông. Tôi lên đây chỉ muốn nói chuyện với ông, không có gì khác. Hay là để cái bình ga xuống trước đi. Thật ra trên đời này chuyện gì cũng có thể thương lượng. Có chuyện gì không vui, cứ việc nói ra đi. Còn gì để nói nữa. Chuyện này đã nói hết rồi, nói nhiều lần rồi. Chính phủ nói có thể thương lượng. Bây giờ kết quả thế nào? Chỉ bồi thường có chút xíu là muốn đuổi chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không còn gì nữa hết á. Madame, tìm được một số tài liệu. Sếp Bành, đã tìm được tài liệu của người thủ lĩnh. Anh ta tên Hoàng Chí Lực. Lúc nãy nghe Lôi Sớm nói ông tên là Lực. Nè, sáng nay vội vàng đến làm việc, ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn phải không? Bây giờ muốn nhờ người ta mua thức ăn. Mấy người có đói bụng không? Được, tôi muốn ăn bào ngư á. Uống loại nước trái cây ngon nhất á. Bào ngư nước trái cây chứ gì? Được, không thành vấn đề. Mấy người đói bụng rồi, ăn trước đi. Kiếp à, đội phi hổ đã chuẩn bị xong, tình hình trên đó là sao? Để tôi hỏi sếp Bành đã. Sếp Bành à, đội phi hổ đã đến rồi, họ đã hỏi còn chờ bao lâu nữa. Sếp Bành còn 20 phút. Anh Lực à, chỉ có mấy anh được ăn thôi, người đàn bà đó không được ăn. Bảy cũng đói bụng rồi, hay là anh thả bảy ra đi, để bảy ăn chút gì. Thả ra đi. Có lẽ đương sự có đứa con gái. Hồi nãy tôi hỏi thăm lối xóm, không có nghe ai nhắc đến. Anh hỏi kỹ lại lần nữa đi. Vĩnh Kiên, anh đến nhà của đương sự moi tin. Bây giờ con gái của tôi nói sao rồi hả? Không sao, không sao. Bà hãy bình tĩnh, tạm thời bà ấy không sao. Này, nếu bà muốn giúp bà ấy, bà trả lời mấy câu hỏi của tôi. Nghe bà cụ nói, đương sự quả thật có một đứa con gái quê ở Huệ Dương. Có phát hiện. Tìm được lá thư ở nhà của đương sự, có địa chỉ và số điện thoại của anh ta dưới quê, có tấm hình gia đình nữa. Con gái của đương sự ở Huệ Dương, chúng tôi đang thử liên lạc với nó. Nè Lực à,
Thật ra anh trói người phụ nữ này ở đây cũng đâu có ý nghĩa gì, chỉ khiến cho vướng bận tay chân. Hay làm gì đi. Nè, tôi hứa với anh, tôi ở lại đây. Anh thả người phụ nữ xuống dưới đi. Anh Lực, tôi cầu xin anh mà thả tôi ra đi, tôi vô tội mà. Trời ơi, cứu tôi vậy. Cẩn thận đó. Cứu tôi. Gì cho nhắc nhở. Anh cho tôi cứu bảy lên trước đi được không? Cứu qua đây nha. Mày đừng có bước tới. Cẩn thận đó. Bước tới tao cho nổ luôn á. Nhìn chắc đi. Cái cuối đống lập tức bỏ cuộc để đội phi hổ giải quyết. Sếp Bành, sếp Diên kêu lập tức bỏ cuộc, giao hiện trường lại cho đội phi hổ. Cho tôi thêm 3 phút đi. Sếp Bành cương quyết đợi thêm 3 phút. Chuẩn bị triển khai hành động. Yes sir. Đi đi, tao kêu mày đi đi. Nè, bà sao hả? Bà tỉnh lại đi. Anh Lực à, bà ấy không có phản ứng. Khi đã ấn bạn rồi tính sao đây? Anh Lực, nếu lập tức đưa bà ấy đến bệnh viện, có lẽ sẽ cứu kịp. Chết thì chết đi. Vợ của tao cũng do sinh khó mà chết. Xấu xa nhất chính là chính phủ Hồng Kông trì trệ công việc cho vợ tao. Bây giờ còn lấy luôn nhà của tao. Bây giờ tao không còn gì hết. Cùng lắm ổn nhau chết chung. Chỉ còn một phút, đội phi hổ chúng tôi sẽ triển khai hành động. Nè, anh Lực, chúng tôi không muốn chết đâu Lực à. Anh Lực à, đừng có làm bậy, đừng có làm bậy mà. Tất cả mấy người đều vô dụng, tránh nó đi. Anh bỏ mặt con gái đi sao? Tôi biết ở dưới quê anh còn một đứa con gái 7 tuổi. Nếu như anh chết rồi, ai nuôi dưỡng nó? Muốn mình làm gì? Tuy cái chết của vợ anh là rất bất hạnh, nhưng mà tôi nghĩ chị ấy cũng mong muốn hai cha con anh có thể tiếp tục sống vui vẻ hạnh phúc, đúng không? Còn 30 giây. Anh nghĩ coi, nếu như anh còn là người vô trách nhiệm, bất chấp tất cả làm những chuyện ngu xuẩn, thì anh làm sao mà ăn nói với người vợ đã mất? Làm sao mà ăn nói với đứa con gái ở dưới quê? Mà đâu được rồi. Đừng nói nữa, chết rồi thì mọi chuyện chấm dứt thôi. Ba ơi, con là Tiểu Lan đây. Ba ở đâu vậy? Con nhớ ba lắm. Ba ơi, ba. Tiểu Lan ơi. Khoan nổ súng. Dạ sư, tạm ngưng hành động. Tiểu Lan, ba cũng nhớ con lắm mà Tiểu Lan ơi. Ba ơi. Con gái của anh còn quá nhỏ, là rất dễ thương. Anh nỡ bỏ mặc nó tự sinh tự diệt à? Nó đã mất đi người mẹ, nếu như mất luôn cả anh thì nó sẽ trở thành cô nhi đó. Người dân bất mãn chuyện chính phủ giải tỏa nhà cửa, thề chết bảo vệ mái ấm. Chuyên gia đàm phán nhờ vào tài ăn nói của mình đã thuyết phục được những người biểu tình. Chà, lần này BNC chúng ta thiệt là oai phong, hầu như tờ báo nào cũng đăng trang bìa. Sự thật nhóm của sếp Bành xử lý thật là tốt á. Nè, tổ người ta tài giỏi như vậy đó, mấy người phải cố gắng lên nghe chưa. Sếp là, thật ra xưa nay BNC của chúng ta không thích chủ nghĩa anh hùng, quan trọng là có thể cứu được người. Có thể vào BNC của chúng ta tất cả đều có bản lĩnh, bao gồm cả tôi trong đó. Có phải vậy không? Tôi cũng sao? Chà, làm gì đông đủ vậy? Chà, mọi người làm gì mà quan hô dữ vậy? Sếp Bành, mấy người thật là ăn ý nha, họ mà cũng tới cùng một lúc nữa. Lúc nãy chúng tôi hẹn đi uống nước chung, sếp Bành nói sẵn tiện kiểm tra lại hành động hôm qua. Sếp Bành, hành động hôm qua rất thành công mà. Chưa ăn mừng đã kiểm tra lại, sếp làm việc nghiêm túc quá. Chuyện này không thể thay đổi, sếp Bành của chúng tôi làm đàm phán bấy lâu chưa bao giờ thất bại. Không dễ vậy nha cô, cái kỷ lục nhanh nhất trong vòng 10 phút có thể thuyết phục được đương sự đó. Phải rồi. Kìa trà, cô cũng đâu có kém đâu. Có thể nói là một nữ cường nhân của BNC chúng ta. Cô hợp tác với sếp Bành đúng là sự kết hợp thành công tuyệt vời nhất. Phải rồi. Kết hợp thành công tuyệt vời cái gì vậy? Sếp trưởng, chúng tôi đang nói về sếp Bành và cô Khiết. Hai người họ là trụ cột chính của BNC chúng ta.
Sếp tưởng sếp là khai quốc công thần, chúng tôi chỉ là học trò ở trước mặt thôi. Kiết à, cô khéo ăn nói quá. Cô Kiết nói đúng đó, chúng tôi có ngày hôm nay là nhờ sếp chỉ dạy thôi. Sếp Bạch ít khi khen người ta lắm, sếp nói phải là phải. Vậy là tôi phải hao tài rồi. Mau vào họp đi, lát nữa tôi mời đi ăn cơm trưa. Vào họp. Ok, điều thứ năm của nghị trình đã thảo luận rồi, chỉ còn lại điều cuối cùng thôi, là liên quan đến vấn đề của nhân viên BNC chúng ta. Thiết nghĩ mọi người đều biết rõ, xưa nay BNC chúng ta luôn không đủ người. Sau khi khủng hoảng kinh tế, nền kinh tế của Hồng Kông suy giảm, vấn đề xã hội càng ngày càng nhiều. Tuy hàng năm BNC chúng ta đều có tuyển người mới, nhưng người của chúng ta vẫn còn thiếu nhiều. Nói thẳng ra, công việc BNC rất có ý nghĩa, cũng có tính khiêu chiến. Đúng ra cũng có rất nhiều đồng nghiệp muốn tham gia, nhưng vì tính chất nghĩa vụ, cho dù gia nhập BNC vẫn phải duy trì chức vụ của bản thân. Thực sự không có bao nhiêu đồng nghiệp có thể đảm nhiệm. Thực ra thì tôi không mấy tán thành lời của cô Kít. Nếu nói bận công việc á, tổ trọng án của tôi thực sự rất bận. Hơn nữa tôi cũng có gia đình. Nhưng mà tôi tự hỏi hai công việc tôi cũng làm rất tốt, cho nên mới nói tùy ở con người thôi, coi mình có quyết tâm hay không. Ngược lại tôi rất hiểu những gì cô Kít vừa nói. Thông thường gia nhập BNC chúng ta ít ra đều trên bậc đội trưởng, những người có chức vụ cao thông thường rất bận rộn. Còn nữa, không phải ai cũng giống như sếp Bành đây, bản lĩnh như vậy đâu. Tôi chỉ cố gắng hết sức mình thôi. Không thể phủ nhận là BNC là vất vả rồi, nhưng mà cảm giác và tính mãn nguyện thì rất thu hút người ta. Hay là chúng ta có thể quảng cáo nhiều về phương diện này. Ý kiến của mọi người đều rất trung thực. Vậy kế hoạch tuyển chọn nhân viên mới sắp sửa bắt đầu rồi. Nếu như có ý kiến gì về phương diện này, có thể trực tiếp tìm tôi trình bày, hay là thông qua tổ trưởng của mọi người là sếp Bành hoặc sếp La báo cáo lại với tôi cũng được. Không còn vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì. Tan họp. Được. Ông chủ, dáng ở vị trí này là dễ thấy rồi không? Được rồi. Đem đâu đó nè. Có phải bào ngư không? Phải, bào ngư loại ngon, 15 khách. Trời ơi. Thôi đánh đi. Nè, đừng nốt khoát nữa nha. Nè, phụ ông Đông đem đồ vô đi. Nè, hâm nóng lại đi. Cẩn thận mới được đó. Trời là bào ngư á, rất là mắc tiền, cẩn thận nha. À, chị anh Đông, chà, tối là mọi người phải uống thêm vài chung mới được nha. Ơi là lối xóm nhiều năm, bạn thân lắm mà không cần có sáo đâu. Phải đó, sao bữa cơm tối này phong phú quá vậy, còn có bọn ngư ăn nữa. Thằng con thứ hai của tôi, thằng Quốc Đống đó, đúng ra nó định kêu tôi đãi vài bạn bên ngoài. Tôi thì không có thích, nó cứ mực đòi phải ăn thử bào ngư ở nhà hàng lớn. Thật ra so với bào ngư Phước Ký á, có gì khác đâu, chỉ có ngàn mấy con à, chỉ tốn tiền thôi. Như vậy chứng tỏ là con trai của ông thương ông rồi đó Phước Ký. Nè sao, em ăn hay thua vậy? Lúc nãy em đánh trật thua, dán cho cả ba người. Trời ơi, chết rồi, thiệt tình, còn tưởng em thắng sẽ bù lại chứ. Nè không chung. Trời, có phải em không vậy? Trời, bại vậy mà em cũng đánh, cũng biết đánh không? Vậy thật tình em không biết chơi mặt trượt mà anh hay. Nè anh ngồi xuống chơi đi ha. Dán này thua thôi. Giờ trong phụ má anh tay nghe. Má, má làm gì con phụ má nha. Trời ơi, không được, không dùng uổng phí lắm đó. Nè lấy hộp quẹt đốt lâu một chút là cháy liền mà. Dạ. Má à? Hả? Có đẹp không? Chà, đẹp quá. Nhưng mà 3,000+ thì hơi mắc một chút đó. Không mắc đâu. Một năm chỉ sinh nhật ba có một lần à. Chia ra rồi, mỗi người chỉ có 500 thôi. Vậy được rồi. Lát nữa má sẽ đưa tiền cho con ha. Không cần gấp đâu. Má nhớ là được rồi. Biết rồi. Nè, làm gì lén lút thập thò vậy? Đi bộ không có tiếng à, anh vô đây nào. Em thiệt à. Cái đầu vàng này thu của mỗi người 500. Em không cần hùng mà còn có tiền lấy. Nói lớn một chút đi. Tốt nhất là nói cho mọi người biết luôn. Phần của anh và em cộng vào nhưng mà không có bỏ tiền ra. Âm nơi. Âm nơi. Linh ngoan. Đi đâu mua nhiều kẹo vậy con? Là cơm mua cho con. Ê tiếng bảy. Lên nha. Lên. Chào ba chào má. Con đi đâu với cô vậy? Con nhà cô đi lấy bánh kem. Bánh kem đâu? Kem đến tiệm bánh tìm không thấy quá đơn. Như vậy là uổng tiền lắm đó. Mau tìm trong bóp có ở trong đó không? Phải đó. Không có, con tìm ở trong đó rồi. Có thật là không có không? Con đi mua bánh kem không? Hả? Cái gì đây? Trời, có phải tấm này không? Trời ơi, là tấm này nè. Em mà thiệt tình nha, lôi thu quá. Y như đang nằm mơ, sau này làm sao đi xin việc làm. Bành Quốc Phú, khỏi trốn nữa, ra đây. Anh Hai, ra ngoài nói chuyện, ra ngoài. Có gì phải ra ngoài? Muốn nói thì nói hết ở trong này đi. Tôi nói với đàn em của anh rồi, hai hôm nữa tôi sẽ thanh toán hết. Gì? Nó đại vài câu với đàn em của tao thì coi như không có gì à. Hôm nay tao không lấy được tiền á, ông trời đến tao cũng không có nể mặt đâu mày. Trời ơi,
Chết anh rồi, anh lại mượn tiền của người ta. Cả vốn lẫn lời, 117.500. Chết rồi. 117.500. Ừ. Đột xuất sao bà có nhiều tiền như vậy được? Không có tiền thì tụi bay đập đi. Đừng có chuyện gì? Anh hai con thiếu nợ của người ta, người ta đòi tới tận nhà đó. Ai đòi nợ vậy? Anh hả? Ngân hàng nào? Anh không cần biết tôi làm ở ngân hàng nào. Có phải thiếu tiền người ta khỏi trả không? Vậy tức là cho vay nặng lãi. Tôi biết anh là ai, xếp bành tổ trọng án chứ gì? Anh biết thì tốt rồi. Hôm nay là sinh nhật của ba tôi. Bây giờ làm gì vậy? Là ý gì đây? Đến quậy phá hả? Nè, tôi đã gọi điện thoại đến sở cảnh sát rồi. Anh tin sao đây? Tôi muốn anh tự nói. Tôi nể mặt anh nghe xếp bành. Số nợ của anh tôi lấy chắc đó. Về. Ủa, Quốc Đông à, sao cô không bắt bọn họ về sở cảnh sát vậy? Ba, cảnh sát không phải là lớn nhất đâu. Cho vay lãi cao là phạm pháp. Người mượn tiền cũng không đúng. Đâu có ai lấy súng chỉ vào đầu anh kêu anh mượn tiền. Con nói cũng đúng, nhưng may mắn hôm nay con về nhà, hôm khác con không có ở đây. Bọn chúng hạ người này chứ. Ba, con đã nói với ba rồi, dặn ba canh chừng anh hai. Đây đâu phải là lần đầu tiên ảnh mượn tiền nặng lãi. Con thể không thể bình dự được à? Hết lần này tới lần khác à? Có phải con muốn ba tức chết mới vừa lòng không? Thôi mà, bỏ đi bỏ đi. Trời ơi, coi con kìa, làm ba con tức giận rồi. Sao không đi ba, đánh em ba đi? Ba cũng vậy nữa. Con đã nói với má nhiều lần lắm rồi, con hư là tại mẹ đó. Sở dĩ anh hai ra nông nổi này là do má chiều ảnh cho nên mới hư đốn thôi. Không phải là con trưởng thì chuyện gì cũng chiều theo ý của ảnh được. Má thấy anh không, mấy chục tuổi đầu rồi không có tích sự gì, suốt ngày cứ gãy mình gãy mẩy, không có nghiêm túc. Bây giờ anh làm cái gì vậy hả? Hey, nếu như không có cửa tiệm cho anh bám lấy, chắc anh ngủ ngoài đường rồi. Anh đi lấy bánh kem. Đứng lại đi, em chưa nói hết. Anh coi hôm nay có nhiều bà con lớn sớm, anh nói coi anh có mất mặt không? Anh nói coi có phải anh làm nhục gia đình không? Hôm nay là sinh nhật của ba, mọi người phải vui vẻ ngồi xuống ăn một bữa cơm chứ. Anh nhìn nè, vừa tư sắc vừa mặt trượt vừa sập sắm. Anh coi chỗ này là chỗ gì? Là sông bạc hả? Thật là quá đáng. À, bỏ đi bỏ đi, Linh Linh đói bụng rồi phải không? Hay là ăn cơm đi ba hả? Ăn cơm, ăn cơm đi. Mời ngồi vào bàn đi, chúng tôi dọn thức ăn lên. Ngồi mời. Anh à, đừng vậy mà, ăn cơm trước đi. Đi. Anh hết thuốc chưa? Đừng có giận nữa mà, bữa cơm cũng đã ăn xong rồi. Giận cái gì chứ, anh đáng để cho anh giận sao? Lớn rồi mà còn không nên thân, thật là chán quá đi. Hồi nãy anh đã nói rõ ràng rồi, sau này anh không giúp anh nữa. Thật ra em biết anh chỉ cứng miệng thôi, dù sao anh cũng là anh hai của anh mà. Với tính của anh nhất định sẽ giúp cho anh. Đừng có nói anh nữa. Em à, anh cho em coi cái này. Em yêu, nhìn nè. Wow, mấy chạy bộ này không có rẻ đâu. Giá tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là thích hợp với em. Em đâu có nói là mua máy chạy bộ đâu. Cũng là em hay muốn đi chạy bộ mà. Anh không có thời gian ở bên em, cho nên mua máy chạy bộ để ở nhà. Khi nào em thích chạy bộ thì chạy bộ. Anh thích không? Em thích lắm. Ông à, có quẹt không? Không cần phải sợ, ở Hồng Kông chơi gái đâu có phạm tội đâu. Nè 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 nè, làm gì vậy? Kiếm khách ở sở cảnh sát hả? Không phải, muốn một hộp quẹt thôi. Thì tôi qua đi. Cứ gái lúc nãy chấm anh rồi đó, không thích sao? Em nói đi.
che mắt à? Sợ vợ la thôi. Vợ của anh dữ dằn lắm sao? Chờ lâu lắm rồi à? Mới đây thôi. Sao bên của anh thường xuyên có thể tan sở đúng giờ vậy? Tụi anh là tổ quan hệ cảnh dân, đâu có bận rộn như tổ chống tị nạn tụi em. Em làm xong chút việc là có thể về rồi. Anh thì không sao, để người ta chờ thì không tốt. Alo, tôi đây. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Nè, cấp trên gọi, anh nói với sếp Bành chúng ta đến trễ một chút. Được rồi, hôm nay tôi có việc cũng không làm, ra đây chơi banh với anh lại đến trễ hơn một tiếng. Anh nói coi, bồi thường tôi sao đây? Xin lỗi nha, lúc nãy tôi có chút việc nên đến trước giờ tôi hơi trễ. Lại nói tốt dùm cho vợ anh nữa. Chúng ta cùng một đợt mà, quen biết bao nhiêu năm rồi. Con người của anh là đúng giờ nhất, anh tưởng tôi không biết sao? Hình như không có gì giấu được sếp Bành. Thật ra thì vợ của anh đến trễ, anh có thể đến trước, không cần chuyện gì cũng chiều theo cổ. Cổ làm việc vất vả nên tôi phải chiều cổ một chút. Sao không nói anh sợ vợ? Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh vậy là không được đâu. Lúc đầu anh đã sai rồi thì suốt đời anh sẽ bị giận hiếp luôn. Vợ chồng với nhau không nên tính toán. Không tính vậy tính sao đây? Đàn ông dù sao cũng là đàn ông, phải nên thương yêu vợ, nhưng mà quyền quyết định cuối cùng cũng thuộc về mình, có biết không? Được rồi, được rồi. Anh muốn nói cho tôi biết vợ anh rất tốt với anh, phải không? Chồng của chị tức cười như vậy sao? Đi mua máy chạy bộ cho chị à? Không phải rồi đó. Thật ra tôi muốn ảnh ở bên cạnh tôi nhiều hơn, không nhất thiết phải chạy bộ đâu. Nhưng mà ảnh thương chị lắm, không cần suy nghĩ, lập tức mua tặng cho chị. Vậy cũng phải. Thật tình anh đối với tôi rất tốt, nhưng hình như có vẻ gì đó không chu đáo lắm. Không biết tôi suy nghĩ cái gì nữa. Điều này thì chồng tôi rất tốt. Có nhiều chuyện tôi không cần lên tiếng, anh đã biết hết rồi. Có lúc tôi nghi ngờ có phải anh biết tiên đoán không. Nè, chị có tin không? Lát nữa anh sẽ nói dự cho chúng ta chơi trước. Em à. Hả? Hay là hai người chơi trước? Vậy được, dù sao dân tình cũng muốn chơi trước để còn tắm trước. Cũng được. Gì kỳ cục vậy? Chúng ta còn chưa phân thắng bại mà. Đợi chúng tôi chơi hết nhóm này luôn đi. Sao cũng được, hai anh cứ tiếp tục chơi nữa đi. Phải rồi đó. Vậy em ở đây chờ lát nha, tụi anh chơi nhanh lắm. Đi. Em chờ anh một lát nha. Chào anh cảnh sát. Chào sếp. Bé gái tan học hả? Dạ phải, bây giờ đi học đàn. Lợi hại vậy. Sau này học biết rồi á, nhớ đàn một bản cho anh cảnh sát nghe nha. Dạ được, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ê, sếp chờ lát. Tôi mới vừa đi toilet thôi à. Trả liền mà. Nè, để mặt một lần đi. Đi, nè, sếp cho cơ hội đi mà. Nè, bắt cướp sao không thấy mấy sếp giỏi vậy? Ông nói gì đó? Khoan. Nè, Bảo Long à, máy xe còn nóng lắm đó. Coi ra anh này cũng vừa đi toilet thôi. Đúng đó. Nè, sếp này nói đúng à. Thật tình tôi mới vừa đi toilet đi. Cảm ơn sếp nhiều nghe. Hạ người quá đáng vậy mà còn giúp đỡ cho hắn nữa. Bảo Long à, vui vẻ cũng phải đi tuần, mà không vui vẻ cũng phải đi tuần. Tại sao làm cho đôi bên bực bội có ích gì đâu, đúng không? Nè, Dương Quang à, thật tình tôi phục anh sát đất luôn đó. Ngày nào cũng mặc đồng phục đi tuần, nhưng mà không có phiếu để nộp, còn tâm trạng như đi nghỉ mát nữa. Anh bận, quên bấm thẻ kìa. Xin lỗi nghe sếp, tôi bận nói chuyện điện thoại. Lần sau cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn sếp, cảm ơn nha. Anh không nên đi tuần khu này, nên chuyển qua tổ quan hệ cảnh dân đi. Cũng tốt đó, nghe nói thời gian làm việc của họ sáng 9 chiều 5 tốt lắm. Các cảnh sát tuần tra chú ý, có người dân báo cáo cầu treo hoặc tường đào có một thanh niên quốc tịch Trung Quốc có ý định tự tử. Mời các nhân viên cảnh sát gần đó lập tức đến hiện trường. Người tự tử ở đâu vậy? Ở đằng kia kìa sếp. Ê cha, cũng cao quá chứ. Phải rồi, làm sao leo lên? Ở bên kia có cầu thang kìa. Bình tĩnh, đừng có nông nổi. Quay lại đi, tất cả quay lại đi. Nếu bước tới hả, tôi sẽ nhảy xuống à. Được, có chuyện gì từ từ nói. Vậy tính sao? Anh xuống trước đi. Xong rồi. Xong cái gì vậy? Tôi khiếu nại đó. Không cần đâu. Nè, giờ anh và tôi còn chưa đánh đâu. Phải đó. Khát nước quá à, lát nữa mới cho anh. Khát nước thì uống miếng nước đi rồi tiếp tục. Phải rồi. Khỏi đánh nữa rồi, phải làm việc. Vậy anh chơi với Văn Tịnh đi. Nè, có nhảy lẹ anh đi, cản trở trái đất quay à. Ông à, ông đừng có nói bậy nha, lỡ anh nhảy xuống thật sự á, mấy người có tội đó. Hỏi coi bây giờ tình hình trên đó thế nào. Yes sir. Dương Quang, tình hình bây giờ sao rồi?
Thì ra tinh thần của đương sự có vấn đề đó. Anh ta nói không ai quan tâm đến anh ta, tất cả mọi người coi thường anh ta, cho nên anh ta mới nghĩ quẩn. Dương Quang à, xin lỗi của anh nói chuyện với anh ta để kéo dài thời gian. Người của tổ đàm phán đang tới đó. Ừ, biết rồi. Nè anh Hai à. Tôi không phải tên anh Hai, tôi tên là Gia Toàn. Gia Toàn phải không? Phải rồi anh Toàn à. Hồi nãy anh nói không có ai quan tâm anh phải không? Thật ra không có đâu, người nhà của anh chắc cũng quan tâm anh lắm mà, đúng không? Tôi không có người nhà. Lúc tôi còn nhỏ má tôi bỏ tôi, còn ba tôi chết rồi, không ai quan tâm tôi nữa. Anh không có người nhà thì cũng có bạn bè mà, phải không? Tôi không có bạn bè, không ai thích làm bạn bè với tôi, họ chê bai tôi. Không có đâu, người nào cũng phải có bạn bè chứ, dù sao anh cũng có một hai người bạn mà, phải không? Chính vì người nào cũng có bạn bè, chỉ có tôi là không có bạn. Chỉ một mình tôi là không có bạn bè. Tại sao tôi không có bạn bè? Tôi không có bạn bè hả? Tại sao? Rồi, nhảy xuống rồi. Này cẩn thận đó anh bạn. Nè tôi nói cho anh biết, anh mà nhảy xuống trở thành ma ngay. Lúc đó chỉ có ma làm bạn với anh thôi. Sếp mới gọi tôi là bạn hả? Phải rồi. Tôi thật ra có thể làm bạn với anh mà, phải không? Nếu như anh không nhảy xuống dưới. Thật không? Chúng tôi là BNC. Đương sự còn ở trên đó, anh ta không cho chúng tôi lên cầu. Người kia là cấp dưới của sếp à? Phải rồi, tôi lập tức cho người đem ta xuống. Quang đã, chờ thêm một lát. À còn nữa, điện thoại của cậu ta đã mở rồi. Đưa cho tôi nghe. Madam, nếu như chúng ta là bạn bè, có phải anh nên tin tưởng tôi không? Gia Toàn, thật ra anh có khó khổ đâu. Công chúa Bạch Tuyết còn khổ hơn anh nhiều. Nè tại sao vậy? Vì cô ấy đã mất đi người mẹ, lại còn có một người mẹ kế vô cùng ác độc là bà hoàng hậu đó. Bà ta thử ăn hiếp công chúa, anh có biết không vậy? Lại còn dùng những quả táo độc. Đương sự ta vịn chặt lan can, đã nắm rất chắc. Chứng tỏ anh ta cũng không muốn chết lắm. Tuy công chúa Bạch Tuyết rất khổ, nhưng cổ cũng không hề làm chuyện khờ dại. Sau đó còn được Bạch Mã hoàng tử cứu sống nữa. Nhưng mà có một bí mật nhất định anh không biết đâu. Đó là Bạch Mã hoàng tử thực ra không phải là một hoàng tử thật sự. Anh ta là Bạch Mã Tinh. Bạch Mã Tinh là bản phong thần sao? Anh thiệt là thông minh. Đúng vậy. Thật ra xưa nay người nước ngoài đều không biết câu chuyện của Bạch Mã hoàng tử có liên quan đến bản phong thần của Trung Quốc chúng ta. Có quan hệ gì? Nè bây giờ tôi không thể nói cho anh biết. Chờ khi anh leo xuống, sau này không làm chuyện khờ dại nữa, tôi sẽ tìm cơ hội nói cho anh biết một cách tường tận hơn. Sau đó tôi biết thật sao? Chỉ cần anh chịu leo xuống, sau này anh có yêu cầu gì tôi cố gắng thỏa mãn cho anh. Sao đây? Dạ. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Chân của tôi tê. Rồi tôi qua đỡ anh. Té rồi. Té rồi. Sao hả? Anh không sao chứ? Không. Cô có phải giảng khiết nữ thanh tra cao cấp tổ chống tệ nạn Tây Cửu Long không? Chào cô, tôi tên Dương Quang. Chào anh. Lúc này anh dũng cảm lắm. Lần này nhờ có anh thôi. Hay, đừng nói vậy. Thực ra nó dũng cảm không bằng lần trước mấy người trên sân thượng dũng cảm vậy đâu. Thật ra hai vị là thần tượng của tôi, có thể ký tên cho tôi không? Nè, ký hai chữ là tốt nhất á, một chữ để sơ cua, một chữ để lưu niệm. Dương Quang, xin lỗi ba đàm, tới bệnh viện làm luôn công việc còn lại đi. Tôi làm gì vậy? Đi thôi. Lần sau nha, có cơ hội gặp lại. Bye bye sếp. Miệng lưỡi ngon ngọt là một người giỏi nịnh bự. Đâu có, tôi cảm thấy anh ta rất tốt. Có phải không đó? Những lỗi lầm trong quá trình đàm phán không nên phạm, hầu như người ta phạm gần hết. Nè, chưa từng được đào tạo, vậy là được lắm rồi, còn muốn gì nữa? Ê, Dương Quang, nghe nói lúc nãy anh quay phong lắm đó. Đừng nói vậy. Phải đó, tôi ở đài phát thanh nghe được, anh rất là quay vậy phong. Vậy sao? Anh còn làm luôn chuyên gia đàm phán nữa. Chuyện nhỏ thôi mà. Quay phong quá. Nữ thanh tra chống mãi dâm cũng khen anh nữa, trước sau gì cũng điều anh qua đó để bắt gái cho con coi.
Bắt gái cũng được vậy. Bắt gái tức là chống tệ nạn. Chống tệ nạn cũng được đó chứ. Công việc đó chống tệ nạn thời gian không ổn định, rất vất vả, không hợp với tôi. Anh có phải cảnh sát không vậy? Làm cảnh sát dĩ nhiên là muốn liều rồi ha. Anh lúc nào cũng muốn thoải mái. Nàng vậy làm sao có cơ hội lên chức được chứ? Lên chức hay không hãy tùy theo số phận đúng không? Có quyền lợi thì phải có nghĩa vụ hả? Bây giờ tôi đã bận lắm rồi, không đủ thời gian sử dụng. Có thời gian tôi thà đi chơi sướng hơn. Nói ra mới nói nha, anh nói đã tốn rất nhiều tiền mua một chiếc xe hơi mới. Chừng nào dẫn chúng tôi đi tham quan đây? Chừng nào cũng được, lát nữa đi coi liền đi. Okay. Vậy tốt quá rồi. Hay quá. Mấy người đã làm gì vậy? Mở cuộc họp à? Sếp. Quên là đang trong giờ làm việc à? À sếp à, chúng tôi đang nói chuyện về liên quan cứu người đó. Cứu người thì giỏi lắm sao? Đây là bổn phận của nhân viên cảnh sát mà. Chuyện của cậu tôi cũng biết rồi. Nếu không phải có khí thế, cậu mất chức rồi. Nhưng nhờ vào chữ dũng ở trong lòng là không đủ đâu. Không phải lúc nào cũng may mắn vậy đâu. Dạ phải. Ây da. Sao? Có hoài phong không? Hoài phong. Dương Quang hả? Không phải chứ, anh tốn 30 mấy ngàn để mua một chiếc xe như vậy sao? Chiếc xe này 30 mấy ngàn đâu có mua được, tổng cộng là 40 ngàn. 40 ngàn? Mua chiếc xe xài rồi thật đẹp, đi dạo còn đường nữa đó. Nè, xe tôi cũng đẹp sao? Hơn nữa còn là xe mới nữa nghe. Đẹp thì đẹp rồi, nhưng mà không thể chở chúng tôi đi dạo phố. Phải đó. Nè, tại mấy người không biết thôi, niềm vui của trò chơi này là do tự mình lái. Nè, đi thay quần áo, tôi dạy anh lái. Nè nhóc à, đừng nói chú quỷ này nói đạo lý nha. Cậu làm như vậy là hơi phung phí một chút đó. Chú quỷ đó đúng đó. Nào là nói không có tiền, họ hỏi mượn tiền của tôi thì đã xài tiền phung phí như vậy đó. Ê, tôi đâu nói không trả tiền cho anh đâu. Nhưng mà có điều cuối tháng mới trả thôi. Chủ nhỏ bé cứ chạy vòng đi vòng lại, tôi không biết có cái gì vui nữa. Vui lắm á, vô cùng thích thú, chơi giỏi còn có thể đi dự thi. Nè, tôi có người bạn vào tuần sau sẽ đi Châu Hải dự thi, mọi người có hứng thú đi chung không? Nghĩ danh luôn đi. Đi. Nè, đừng chịu phần tôi nha. Đừng chịu phần tôi nha. Không đi, không đi đâu. Không đi đâu. À, anh không đi, anh qua đây tôi nói có chuyện muốn nói với anh nè. Gì? Ngày mốt á tôi muốn xin nghỉ phép một ngày. Nhưng mà hào sát thủ bằng mọi giá cũng không có duyệt. Cho nên tôi đã nghe được chuyện của anh. Nghe được anh quen một người cũng trắng trẻo dễ thương gì đó phải không? Chủ nhật. Để dành chủ nhật cho anh và cổ. Hả? Chịu không? Hả? Anh muốn đổi ngày phép chứ gì? À, đúng rồi. Cảm ơn nha. Bây giờ ra trời nóng quá nè. Ê. Cho anh ly nước đá nè. Trời, cái sáu dữ vậy. Ừ. Dĩ nhiên rồi, anh chịu đổi ngày phép với ảnh để anh có thể đi Châu Hải mà. Cảm ơn nè, phải rồi. Anh nói cuộc thi tổ chức vào buổi sáng mà. Vậy sáng ngày mai là phải qua cửa khẩu rồi. Không được, vì từ bến cảng đến đó cần phải mất mấy tiếng. Ngày mai mới đi thì sẽ không kịp. Tối nay tôi xuất phát liền. Cậu thiệt là sốt sắng nha, đường xá xa xôi mà cũng đi nữa ha. Trời ơi, chú không biết thôi chú quỷ à. Chơi xe đua mô hình rất là vui mà lặng. Dương Quang. Dạ, sếp. Chuyện gì? Cậu về cậu dịch, đổi ca. Dạ, dạ phải. Cho nên ngày mai cậu nhất định phải nghỉ phép. Dạ, xin lỗi nha. Ờ, không sao. Tối nay cậu đi tuần tham gia liên kết hành động với tổ chống tệ nạn. Tối nay hả? Phải. Vì cấp trên đã ra lệnh mỗi tổ phải phái một người đi truy quét mãi dâm. Hành động bắt đầu từ tối hôm nay, có lẽ là đến sáng mai mới được. Dù gì ngày mai cậu nghỉ phép, cậu đi là thích hợp nhất. Có vấn đề không? Vấn đề là ở chỗ quy định vậy đi. Lần hành động liên hợp tối nay sẽ truy quét rất nhiều vũ trường, cho nên mọi người làm việc nhất định phải vô cùng tỉnh táo. Cảnh sát kiểm tra. Mở đi. Cảnh sát làm việc. Tất cả quan bên, nam trái nữ phải. Mọi người lấy giấy chứng minh ra. Lại ta lên. Lại ta chốt đi. Ta cảnh sát đi. Lại đi. Chứng minh đâu. Nè. Tối nay cứ nhìn đồng hồ hoài, bộ có công chuyện hả? Còn công chuyện gì nữa? Đúng ra định đi Châu Hải đua xe, giờ hy vọng gì cũng mất hết rồi. Có vấn đề thì giải hết cho sở cảnh sát. Biết rồi, madam. Biết rồi, madam. Biết rồi. Từng người một, từng người một. Đi lẹ đi. Lại đi, lại đi, lại đi. Lại đi, lại đi. Lại lên. Sao hả? Có vất vả lắm không? Không có vất vả, có cơ hội theo madam học hỏi, đúng là được tu ba kiếp đó. Miệng lưỡi của anh giỏi quá, tuyệt đối có năng khiếu làm chuyên gia đàm phán. Thật sao? Nhưng mà đáng tiếc quá madam à. Tôi biết làm chuyên gia đàm phán nhất định chức vụ phải trên bậc tổ trưởng, loại PC như chúng tôi không có cơ hội đâu. Nếu PC cũng có thể ghi danh, anh có tham gia không?
dĩ nhiên tham gia rồi. Nói thẳng nha Madame, thật ra cô là thần tượng của tôi, thấy cô truy quét tệ nạn rất là nổi tiếng ha, làm chuyên gia đàm phán cũng rất là nổi bật. Nè, nếu như có thể tham gia tổ của cô thì hết chỗ chê rồi, là lý tưởng của tôi. Nhưng mà lý tưởng là lý tưởng, không phải mình muốn là được đâu, phải không? Nhưng mà tôi tự nói với bản thân nhất định phải cố gắng làm việc, sau này lên chức sẽ có thể gây danh dự thi PNC. Giỏi, người có chí ắt làm nên. Trước đây tôi đã thu thập ý kiến các tổ trưởng và mọi người. Tôi đã làm một bản kế hoạch liên quan đến đợt hành động tuyển chọn PNC mới lần này. Sau khi cấp trên coi xong rất là hài lòng, chúng ta đã giảm tư cách dự thi xuống, hy vọng có thể thu hút càng nhiều đồng nghiệp gia nhập vào tổ chức BNC của chúng ta. À, sếp tưởng à, giảm xuống đến mức nào vậy? Chỉ cần tham gia ngành cảnh sát 2 năm, cho dù BC cũng có thể ghi danh. Vậy hả? Vậy được không đó? Tôi cho rằng được đó. Thật ra bây giờ trình độ của cảnh sát đã nâng cao rất nhiều, có nhiều BC cũng rất linh lợi. Nếu như cho họ tham gia, tôi tin rằng danh sách dự thi sẽ nâng cao rất nhiều. Tôi thì không tán thành cách nói của cô. Tuy số lượng rất là quan trọng, nhưng mà chất lượng còn quan trọng hơn. Nếu như vì vấn đề nhân lực mà giảm tiêu chuẩn của PNC xuống, tôi cho rằng được ít mà mất nhiều. Giảm điều kiện ghi danh không thể hiện giảm trình độ của PNC. Họ vẫn có thể đi dự thi, không qua được vẫn có thể gia nhập PNC của chúng ta. Nè Duy Quang à, PNC cũng có thể dự thi PNC. Trời, lần trước tôi nói sơ với Madame lập tức sửa lại liền hả? Anh có sức ảnh hưởng lớn như vậy không? Tôi không biết tôi có sức ảnh hưởng lớn như vậy không, nhưng mà Madame nói tôi rất có tiềm năng làm PNC. Hả? Madame còn nói tôi nên vào tổ của cổ đó. Hả? Nè, nếu anh dự thi chắc chắn sẽ đậu á. Tôi không mong muốn đâu, anh cũng biết đó, tôi rất ham chơi, phải không? Có đúng không? Mọi người đi chơi cần rất nhiều thời gian, làm BNC cũng rất nhiều thời gian nữa. Làm người quan trọng nhất là biết lượng sức mình, đúng không? Hả? Nè, Duyên Quang à, hiếm khi có cơ hội, anh đi chơi ít một chút đi, có được hay không vậy? Không được đâu, không được đâu. Mọi người cũng biết làm cảnh sát có áp lực rất lớn mà, phải không? Tôi chơi ít một chút, tôi héo úa liền. Là ai đi nghe BNC thuyết trình? Dạ, có đó, sếp. Sếp. Tôi hiểu rồi. Vì tôi không muốn ảnh hưởng đến trình tự làm việc thường ngày cho nên tôi quyết định không đi nghe. Không ảnh hưởng đến trình tự công việc thường ngày. Sau khi tan sở có thể đến để nghe. Chào buổi tối. Chào buổi tối. Rất hoan nghênh hôm nay mọi người đến tham gia hoạt động tuyển người của BNC. Ở đây có rất nhiều người. Tôi thay mặt các đồng nghiệp của BNC cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Tôi nghĩ mọi người có thông báo cũng biết năm nay BNC đổi điều lệ. Phạm các đồng nghiệp làm được 2 năm đều có cơ hội tham gia. Tôi nhớ có một đồng nghiệp ngồi tại đây từng nói với tôi, anh ấy nói với tôi rất thích gia nhập vào PNC, nhưng vì không đủ tư cách nên thất vọng. Lần này có cơ hội tốt như vậy, có phải vui lắm không? Tôi vui lắm. Được, bây giờ đến phía tôi nói về lịch sử của PNC. PNC của Hồng Kông vào năm 1975, sau vụ cướp ngân hàng Bảo Sinh mới thành lập. Mục đích thành lập lúc đầu chủ yếu là đã kích một số hoạt động khủng bố, rồi sau đó phát triển rộng đến những vụ án tranh chấp trong gia đình cũng phải phụ trách luôn. Buổi thuyết trình hôm nay đến đây chấm dứt. Ai muốn ghi danh bây giờ có thể ghi danh, chưa quyết định ngay có thể về từ từ suy nghĩ kỹ. Tăng Hợp, các vị đồng nghiệp muốn ghi danh bây giờ mời đến chỗ của tôi. Đưa danh sách ghi danh cho tôi. Dương Quân, chào sếp. Madame, phải cô ấy không? Chính là anh đó. Chuyện gì vậy? Lanh lợi lắm. Bấy lâu nay đi theo tôi, học hỏi rất mau biết. Vậy thì sao? Madame nói cậu rất thích gia nhập vào BNC. Không sao đâu, tôi và sếp Lữ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Chắc anh ghi danh rồi, phải không? Ghi danh hả? Ghi danh thì tôi... Chưa à? Anh muốn đứa thư ghi danh với Madame phải không? Được rồi, anh ký tên vào đây đi. Tôi không có viết, quên em viết rồi hay là tôi có viết. Ký đi, tôi ủng hộ cậu, ký đi. Ký vào đây đi.